Thưa cô và các bạn, bây giờ mình sẽ giới thiệu với mọi người về ba mẹ của mình. Nhưng mà mình cảnh báo trước, những bạn bị yếu tim và có chứng dễ sợ hãi thì hãy bịt lỗ tai lại. Cô cũng phải cẩn thận nha cô, vì đây có thể là câu chuyện đáng sợ nhất về hôn nhân đó. Đúng là cha đu có khác. Sự thật thì ba mẹ của mình khác nhau về mọi thứ, kể cả nhóm máu và tính cách. Mình cũng không hiểu gì sao họ có thể sống chung với nhau được. Mà cha đu ơi, cô à. Cô đừng có ngắt lời của em, em vẫn còn chưa bắt đầu đó. Ôi trời, mình dậy trễ nữa rồi. Sáng nào mẹ em cũng thức dậy từ rất sớm. Chạy rồi, mũi thức chạy đi cha đu. Con còn phải đi học nữa đó. Cho con 5 phút nữa đi. Vậy thưa mẹ con đi học. Chà, hôm nay trời nắng đẹp quá, phải tranh thủ mang hết đống mền ở trong nhà ra giặt phơi mới được. Còn gì làm nữa không ta? Mẹ mình còn là người rất thích để dành tiền. Mọi người trong nhà đặt cho mẹ là biệt danh quý bà keo kiệt. Trời ơi, sao tháng này mình lại chi xài nhiều quá vậy ta? Không thể để tình trạng này kéo dài được. Tuyệt đối không được hoang phí. Phải tiết kiệm tối đa. Phải cắt giảm tiền tiêu vặt của cha đu. Tiền ăn uống nè, tiền quần áo nè, tiền tiêu vặt của ba sắp nhỏ nữa. Tất cả chi phí đều được cắt giảm. Mình cần phải tiết kiệm. Thưa mẹ con mới về. Sao người ngợm của con nhìn dơ giấy quá. Một vé người lớn và một vé trẻ em. Cô ơi, chờ một chút đã. Bé này học lớp 3 rồi, sao có thể mua vé trẻ em được chứ? Cô là người ngoại thì làm sao mà hiểu rõ gia đình của chúng tôi được hả? Con gái à, chúng ta vào vô trong đi con. Không phải chứ, cái cô này thiệt rồi. Trời ơi, mất mặt quá đi. Mình bị thấp bé như vậy chắc là vì bị mẹ ký đầu mỗi ngày. Thậm chí mẹ còn thẳng tay quăng mọi thứ về phía mình. Nếu như muốn đi đâu, mẹ của mình cũng chỉ đi bộ thôi. Ngay cả phương tiện công cộng là xe buýt cũng rất ít đi. Nhưng ba của mình thì khác nha. Ba thường xuyên đi taxi như đi xe riêng vậy. Hả? Tôi chết sắp trễ giờ làm rồi. Thật là đúng lúc taxi. Bác Tài ơi. Bác Tài, đến thẳng ngã tư phía trước giùm tôi. Vẫn chưa hết đâu. Hả? Mình ngủ quên nữa rồi. Còn cà vạch nữa, cà vạch của mình không đâu. Phải là đang cầm hay sao? Mà tại sao em lại không kêu anh vậy chứ? Em đã kêu anh 5 lần lận đó. Đưa cho anh đôi vớ đi. Vớ của anh đây nè. Đến cuối tuần còn kinh khủng hơn nữa. Tới đây chị đi. Trời ơi, sao lười quá vậy hả? Nếu không phụ được thì làm ơn ngồi dậy cho người ta lao coi. Anh chết rồi, đừng có nói gì đến anh nữa. Đừng có tào lao nữa, cái vòi nước ngoài sân bị hư rồi kìa. Anh mau ra sửa giùm em đi. Em nói hoài mà sao tới giờ anh vẫn chưa chịu sửa. Để ngày mai anh sửa cho, anh hứa đó. Đúng là không thể nào sống nổi nữa. Wow, mẹ biết sửa vòi nước hả mẹ? Tất nhiên. Ôi, bà của mấy đứa may mắn lắm mới cưới được một người đảm đang như mẹ và làm vợ đó. Nếu không ông ấy đã phải ra đường sống dứt dưỡng từ lâu lắm rồi kìa. Em đang nói gì vậy? Nếu không có anh thì cánh đàn ông trên đời này sẽ kêu la vì có một bà vợ vừa bạo lực và vừa hay càm ràm. Anh vừa mới nói cái gì? Anh có thể lặp lại được không anh? Đó đó, anh đâu có sai đâu. Em lại bắt đầu nữa rồi kìa. Ba nói đúng, vì thật sự là mẹ của mình lúc nào cũng cằn nhằn hết đó. Nếu con đã chơi xong rồi thì phải cất đồ chơi đi chứ con.
Mimi, con nghĩ con là diễn viên hay là người nổi tiếng hả? Chỉ có một ngày thôi mà con thấy biết bao nhiêu đồ. Làm hết bài tập về nhà chưa? Chuẩn bị bài mới chưa? Rồi xem lại bài chưa? Bà xã ơi, anh đi làm luôn đây. Đáng làm thì phải về nhà ngay cho em. Không được nhậu nhẹt gì hết, biết chưa? Ba ơi, trên đường về bà mua đồ ăn giặt cho tụi con nha. Chưa hết đâu. Nếu gặp mẹ giận thì mình sẽ bị ăn đòn ngay. Con đã làm gì sai mà mẹ lại đánh con cơ? Gan quá ta. Hôm nay dám trở trẹo với mẹ hả? Đầu thả con giặt ra xem không? Nói chung cuộc sống này là chuỗi ngày rất đau khổ, vì lúc nào mẹ cũng cằn nhằn và đánh mình. Mình hiểu rồi, bạn giống y chang mẹ của bạn luôn cha đu. Bạn có biết đây là câu nói mà mình ghét nhất hay không? Bạn nhìn kiểu gì mà nói mình rất giống mẹ mình. Cha đu à, em hãy bình tĩnh chút đi. Dạ, chính vì vậy mình thích ba mình hơn là mẹ mình gấp nhiều lần. Mẹ ơi mẹ, chỉ 500 won thôi mà, mẹ cho con 500 won thôi. Mẹ mới cho con tiền tiêu vặt rồi mà, sao con không chịu tiết kiệm gì hết vậy? Cái con bé này. Rồi rồi, mẹ đưa nè. Hả? Mẹ ơi, sao chỉ có 100 won thôi? Sao hả? Con cảm thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ hả con? Dạ không, đủ rồi mẹ ơi. Con cảm ơn mẹ nhiều. Ba ơi, ba. Để bà đoán nhà, định xin tiền đúng không? Bao nhiêu đây? Con muốn xin 500 won để đi mua đồ ăn. Cô làm bà thất vọng thiệt đó. Dạ. Thời bây giờ 500 won có thể mua được cái gì chứ? Đã muốn ăn thì phải ăn cho thiệt ngon mới được. Ba cho con luôn 1000. Muốn ăn gì cứ thoải mái nha. Phải thương yêu mình một chút, đừng có quá tiết kiệm. Dạ. Chính vì vậy mình mới thích ba của mình nhiều hơn mẹ gấp mấy lần đó. Nhưng mới hôm qua thôi đã có một chuyện rất kinh khủng đã xảy ra. Anh nói cái gì? Anh đã làm mất hết tiền thưởng tháng này ở quán rượu rồi sao hả anh? Thật ra lúc đó anh uống say quá nên không biết là có làm mất hay không nữa. Nhưng anh đã tìm hết quán rượu và công ty mà cũng không thấy. Tôi đã hiểu rồi. Bà xã, em không tức giận sao? Tại sao tôi phải giận chứ? Từ giờ trở đi chúng ta là người xa lạ. Cái gì? Anh thích uống rượu tới như vậy thì từ bây giờ cứ tiếp tục uống rồi sống một mình với bọn trẻ luôn đi. Không liên quan gì tới tôi nữa hết. Bà xã ơi. Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà. Mẹ ơi. Trước khi đi, mẹ có thể ký vào đây được không? Cùng thì mẹ của mình cũng thật sự đi mất rồi. Nếu trước khi đi mẹ chịu ký tên cho mình, vậy thì hôm nay mình đâu có bị phạt phải lau chùi tất cả phòng vệ sinh đâu. Chính vì vậy mình không thể nào tập trung học hành đàng hoàng được trong tình cảnh khó khăn này. Thôi đi, bình thường bạn cũng có học hành đàng hoàng gì đâu. Cho nên là hôm nay em không có tinh thần để học đâu cô ơi. Với vai trò là đứa trẻ lớn nhất ở trong nhà, mình phải suy nghĩ cách làm sao để sống khi không có mẹ ở bên cạnh mình. Chính vì vậy, người chịu trách nhiệm dọn phòng vệ sinh hôm nay sẽ là Choi Cha Du. Bây giờ mình phải làm gì mới được đây? Liệu mình có nên nghỉ học để ở nhà chăm sóc hai em không? Mimi thì suốt ngày chỉ biết ăn với ăn thôi. Còn ba thì càng không thể trông chờ được. Mình biết sớm muộn gì cũng có ngày này thôi. Từ lúc bắt đầu đã có vấn đề rồi. Ai biểu ba mẹ mình khác nhau á làm chi? Em không thèm nghĩ nữa đâu. Choi Cha Du, đã tới lúc mày phải hành động rồi. Trước mắt là bữa tối nay, không biết nên cho mọi người ăn gì nữa đây. Không phải rồi, hay là mình kêu mì tương đen và thịt chua ngọt về cho mọi người ăn đỡ. Ngày mai thì kêu pizza và gà rán. Thôi mặc kệ đi. Thưa mẹ con mơ. Quên mất, mẹ không có nhà mà. Cha Du, con về rồi hả? Hả? Mẹ ơi, mẹ đang làm gì ở đây vậy? Làm gì là làm gì, đây là nhà của mẹ mà. Cha Du, ba về rồi nè. Ba ơi, ba. Con sao vậy? Hả? Bà xã. Ngọn gió nào đã đưa anh về sớm quá vậy? Thì anh lo mấy đứa nhỏ ở nhà có một mình cho nên.
Bà xã ăn đi. Thôi anh ăn đi, đã ốm vậy còn nhường làm gì. Nếu ba mẹ không ăn thì để cho con ăn đi. Cái đó là để cho mẹ của con. Thôi được rồi, anh ăn đi. Thôi em mau ăn đi. Xin chào cả lớp, các em đã hoàn thành thời gian biểu hàng ngày của mình rồi có đúng không nè? Để cô xem thử nha. Li Yun Sớt Đôn Đôn. Ôi trời ơi, xem bài làm của Minji nè. Em trang trí bài tập đẹp quá à. Minji đúng là luôn biết cách để tạo ra những thứ đáng yêu. Cái này là gì? Trời cha đu, em có gì để giải thích với cô không? Cô đã nói là làm thời gian biểu mà em nộp cái gì cho cô vậy hả? Dạ thưa cô, mỗi ngày của chúng ta đều khác nhau, nên việc lập thời gian biểu không có ích gì đâu. Với lại trước giờ em chưa từng muốn lập kế hoạch cho cuộc đời của mình. Hình như là năm ngoái cô cũng đã nghe em nói câu này thì phải. Và năm ngoái cũng vì lý do này em bị điểm kém. Về nhà làm lại mai nộp cho cô, nghe rõ chưa? Dạ rõ. Anh ơi, tới giờ đi làm rồi. Anh biết rồi. Rồi cha đu, dậy đi học nhanh lên. Sao mình thấy uể oải quá vậy? Mì mì, con đang làm cái gì vậy? Sao còn chưa dọn giường ngủ nữa? Trời ơi, trễ quá rồi, anh đi làm cho bà xã. Đáng làm thì về nhà sớm nó biết chưa? Quyển này nè, rồi quyển này nữa, sách vở đã xong rồi. Cha đu ơi, mình đi học thôi. Chờ một chút, mình ra liền. Chị Minji đó rồi kìa. Em chào chị. Chị Minji buổi sáng tốt lành. Hôm nay hai đứa có ngoan không? Đi học thôi Minji. Con không để quên gì chứ cha đu. Đúng rồi mẹ ha. Cho con tiền đi, ngày mai có hội trồng hoa nên hôm nay phải mua một cây mang tới. Sao năm nào cũng có hội trồng hoa hết vậy không biết. Đây nè, 1.500 won đủ chưa? Nhiều đó không đủ đâu mẹ ơi, ít nhất mẹ cũng phải cho con 2.000 won mới được. Tiền ở đâu ra mà cho 2.000 won hả? Con là học sinh nên người ta sẽ giảm giá cho con thôi. 1.500 won là đủ rồi con à. Nè, sao hả? Con lấy hay không? Trời cha đu, con đang làm cái gì vậy hả? Chạy mau lên. Trời cha đu, con đứng lại đây cho mẹ. Cha đu nè, bạn định mua một cây hoa mắc tiền đến vậy hả? Cửa hàng hoa bên này, sao bạn lại đi qua bên đó chi vậy? Cứ theo mình đi. Ôi trời mình với. Bây giờ mỗi lần xin tiền của mẹ khó khăn lắm. Cho nên mình sẽ giữ tiền và tìm một cây hoa khác. Bây giờ vẫn chưa lạnh lắm, đáng lẽ phải có nhiều hoa chứ. Trên kia có một cây kìa. Chị tới đây. Thêm một chút nữa. Cha đu à, bạn cẩn thận nha, trên đó nguy hiểm lắm. Thấy được rồi. Mình đã nói phải cẩn thận rồi mà. Nếu như thấy có dấu cộng và dấu nhân cùng xuất hiện, chúng ta phải làm phép nhân trước. Ví dụ như 6 × 4 + 8 + 5. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ làm phép nhân trước nè. Rồi sau đó thì -5 + Trời cha đu, em lại ngủ gật nữa hả? Mau ra cuối lớp quỳ hết tiết cho cô. Chắc là do bạn ấy quá mệt đi mà. Ngày mai là hội trồng hoa làm đẹp cho nhà trường đó nha các em.
Kế hoạch của chúng ta sẽ là dọn dẹp sạch sẽ lớp học. Sau đó chúng ta sẽ cùng mang qua rau bồn cây ngoài sân để trồng. Yeah. Bạn đem qua gì ạ? Qua của bạn là gì? Trời mưa gió. Qua này đẹp thiệt. Qua này đẹp. Mình cũng không biết tên đâu. Đẹp quá chị. Trời cha đâu, bạn đang làm gì với cây hoa heo đó vậy? Đang giúp cho nó sống lại chứ làm gì nữa. Chuyện lạ nha, cha đu mà cũng có lúc giật mình về con sâu. Sao bạn dám làm vậy? Bạn mặc kệ họ đi cha đu. Nếu hai bạn còn làm vậy nữa mình sẽ mét cô giáo đó. Cho mình xin lỗi, mình sẽ không làm vậy nữa đâu. Hai bạn thiệt là quá đáng. Để coi làm sao bắt được mình nha. Mình nhất định sẽ đuổi theo bạn tới cùng luôn. Cho nên khi mình còn bình tĩnh thì mau xuống đây. Có giỏi thì bạn lên đây nè. Trái đất tròn lắm nên kiểu gì chúng ta cũng gặp nhau thôi. Cái này là do bạn chọn đó nha. Ủa, mày nhất định phải sống thiệt tốt đó, biết chưa? Sao hai bạn ấy lại chạy như vậy hả? Hả? Bên đó lại xảy ra chuyện gì vậy? Hai bạn có vẻ hốt hoảng quá. Chúc bạn may mắn nha. Đừng bỏ mình mà. Thiệt là hết nói nổi em mà. Sao suốt ngày em cứ bày chuyện như vậy hả? Sáng ngày mai là lễ hội, bồn hoa của các lớp sẽ được kiểm tra và chấm điểm. Nhưng mà bồn hoa của lớp chúng ta bây giờ phải làm sao? Tụi em xin lỗi cô và các bạn. Hai em về viết 50 lần bản kiểm điểm sáng mai nộp cho cô ạ. Và cô cũng sẽ báo cho phụ huynh các em biết luôn. Cái gì? Con chỉ mới đi học được có mấy ngày thôi đó cha đu à. Nhưng tại sao con cứ gây phiền phức cho mẹ hoài vậy hả con? Giày của con đâu? Tại sao phải mua giày mới? Trả lời mau. Con bị mất giày mà. Mình ơi, anh về rồi. Có chuyện gì em cứ từ từ nói với con. Sao cứ phải tức giận như vậy làm gì? Anh tránh ra. Ba xin lỗi con. Ba ơi. Vì sao? Con còn dám tái phạm nữa không hả? Đau quá mẹ ơi. Con không có làm mẹ. Không có đâu. Trời la phạt kiểm điểm cũng làm rồi, mình có nên mời phụ huynh của chơi Jadu không ta? Bây giờ mình phải làm sao với em ấy đây ta? Thật là khó xử quá. Chuyện gì vậy? Mình phải đi trồng hoa. Jadu à. Cô giáo à, đây có phải là học sinh của cô không hả? Dạ đúng vậy. Có chuyện gì không bác? Cũng không có chuyện gì. Chỉ là sáng nay cô bé này tới sớm lắm. Mới 5 giờ mà đã năn nỉ tôi mở cửa cho rồi. Tôi không chịu thì cô bé cứ khóc lóc năn nỉ. Nói là phải dọn dẹp lớp học gì đó.
Tôi thật sự xin lỗi, làm phiền bác quá. Trời ơi, có gì đâu mà cô giáo phải xin lỗi tôi chứ. Tôi nói với cô là để cô đừng có lo lắng nữa. Mấy cái bàn bị hư đều đã sửa rồi. Còn bé thật là khiến tôi cảm thấy rất là áy náy. Thời này làm gì còn học sinh ngoan như vậy nữa chứ. Chà đúng. Ây, trước cái lưng tôi. Là cô giáo, thôi con em mới tới. Ủa, Đô Đô nè, cậu đang làm gì á? Chắc là em ấy già dữ lắm nên sàn mới trơn đến vậy. Shadow à, bạn bị làm sao vậy? Bị bệnh hả? Nhìn cái tướng mình kỳ lắm, có đúng không? Hả? Mặt của bạn cũng lạ nữa kìa. Là do sáng hôm nay mình ăn nhiều thịt chiên quá. Mẹ đã nói là con sẽ bị đau bụng nếu ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ. Phải ăn thêm nhiều rau mới khỏe mạnh được. Ăn uống phải cân bằng chứ. Con không thích mùi vị của chốt. Con chỉ ăn những món mình thích mà thôi. Minchi à, mình nghĩ bụng mình sắp sửa bị nổ tung rồi đó. Bạn ráng lên đi, chúng ta nè, cha đu. Cái giỏ thì bắt mình đi. Mình là tên trộm sao? Bây giờ thì thấy đỡ hơn rồi. Minchi à, bạn vẫn còn ở ngoài đó chứ? Đương nhiên mình ở ngay đây. Ôi, bạn đúng là một người bạn rất là tốt. Nhưng mà không có mùi gì đâu đúng không? Không có mùi gì hết. Hôm nay mình không được học tiết thể dục mà cả lớp còn được chơi bóng đá. Mệt quá đời. Dạ tôi cô, tiền đóng học phí của em bị mất rồi. Hả? Em nói sao? Tiền học phí bỏ vào một phong bì và để trong cuốn sách toán của em. Nhưng hiện giờ cuốn sách toán đã bị mất rồi. Em đã kiểm tra kỹ lại chưa? Dạ rồi, em đã để nó ở đây từ đầu giờ học. Nhưng sau giờ thể dục nó đã biến mất tiêu luôn. Ai lấy hả? Ai lấy vậy trời? Được rồi, cả lớp im lặng đi nào. Những ai đã ở lại trong lớp vào giờ thể dục đứng lên cho cô. Hả? Như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là có tới 6 em có thể là thủ phạm. Bây giờ cô muốn 6 bạn này hãy xuống cuối lớp đứng liền cho cô. Nhưng mà thưa cô, không phải là em đâu. Em thật sự không hề rời khỏi chỗ của mình trong suốt giờ tập thể dục đó cô ạ. Cô phải tin em. Theo cô biết thì với một học sinh luôn yêu thích giờ thể dục giống như em thì làm sao bỏ học được chứ? Thưa cô, thưa cô. Dạ thưa cô. Sao vì sáng nay trên đưa đang hơn 100 miếng thịt chiên nên bị đau bụng và tiêu chảy đó. Cái gì? Dạ không phải, do đầu của em bị đau á cô. Nhìn em có vẻ không giống như bị đau đầu. Cô muốn tất cả các em quỳ ở cuối lớp đến khi hết giờ học có được không? Thực sự không phải là mình mà. Là ai lấy? Mau khai ra đi, nhanh lên. Tại sao bạn không thể trả lời khi cô hỏi lý do bạn không đi ra ngoài học giờ thể dục chứ? Bạn buộc tội mình đó hả? Bạn nghe đây. Thủ phạm thật sự chính là người luôn muốn bắt tội người khác nhiều nhất, bạn hiểu không? Bạn nghe được điều trẻ con đó đâu vậy hả? Bạn nghĩ có ai tin lời bạn nói hay không? Mình biết rồi. Mình thấy thật kỳ lạ khi từ đầu bạn đã nói lắp. Và bạn là người yêu thích giờ thể dục nhất. Tên trộm xấu xa. Tên trộm xấu xa. Nghi phạm đầu tiên là Đôn Đôn. Bạn ấy nói nhà mình giàu có, nhưng mà mình không tin. Hả? Bạn vừa nói cái gì nhỉ? Mình cần phải tìm ra thủ phạm thật sự. Mình không thể nào chấp nhận mang tiếng quan vì tên trộm xấu xa đó được. Tôi dám nói mỗi bạn viết một lá thư vì vậy mình đoán nó sẽ được tiết lộ vào ngày mai. Mình nghi ngờ điều đó vì ai cũng giả vờ vô tội suốt ngày hôm nay. Mấy bạn khác có thể đã đánh cắp học phí và giấu ở nơi nào khác thì sao? Nếu nói như vậy, không lẽ bạn nghi ngờ tất cả mọi người hay sao hả? Không phải, ý mình chỉ là một vài nghi phạm thôi. Mình nhớ ra một chuyện, mình thấy thật kỳ lạ khi Jae-yeon đột nhiên xuất hiện và sau đó lại bỏ đi. Cái gì? Là Jae-yeon, bạn ấy xuất hiện rồi bỏ đi hả?
Bạn ấy vội vàng bỏ đi và nói là bạn ấy thấy không khỏe đó. Bạn ấy đã chạy xung quanh mình khi mình đang nằm gục ở trên bàn. Đúng là một kẻ nói dối. Jay ơi, đã đi đâu rồi? Trốn rồi hay sao? Đúng vậy, bạn ấy đã lao đi sau khi tan học. Nè, 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 bắn. Thấy rồi. Bạn ấy thường chỉ xem những bạn khác chơi thôi. Nhưng hôm nay bạn ấy lại có tiền để tự chơi. Nhưng mà Shadow à, sao bạn lại mang theo con chó này vậy? Quên giới thiệu với bạn, nó là Jingu. Nó là của chủ cửa hàng gạo đó. Nó từng là một con chó an ninh ở sân bay. Thật hả? Ông chủ cửa hàng gạo nói rằng ông ta chưa từng thấy một con chó nào giống như là nó. Minchi à, bạn có tiền không? Bạn cho mình mượn 1.000 won có được không? Tiền đi nè. Jingu à, đây là mùi của tiền đó. À, mày làm cái gì vậy hả? À, đứng lại đây. Shadow à, bạn không sao chứ? Có thoát ra được không? À, nè Shadow à, hãy nhìn kia. Shadow à, chúng ta về nhà mình rửa mặt đi nha. À, không được, mình không thể dừng lại ngay lúc này. Mình cần phải bảo vệ danh tiếng của mình. Coi chừng mất dấu bạn ấy, bây giờ mà đuổi theo đi. Mình không thích cái cách mà bạn ấy nhìn lại phía sau đầy vẻ nghi ngờ như vậy. Chúng ta cần phải cải trang để không quá nổi bật. Có vẻ được rồi đó, giống như là 007 ha. Ủa, cái gì đây? Rõ ràng là bạn ấy đã bỏ lại cái gì đó. Đây là một manh mối rất quan trọng. Bạn ấy không thể lãng phí một quả chuối đắt tiền như vậy được. Nếu như bạn ấy có nhiều tiền thì bạn ấy đã không lấy trộm tiền học phí của bạn Cho Yong. Minchi à, cất nó đi. Được rồi, bây giờ mình sẽ cất trong cặp của mình. Mình rất là muốn ăn nó. Đợi con một chút. Bạn ấy lấy thứ gì đó trong túi quần kia. Bạn có thấy là gì không? À, mình thấy bạn ấy đang lấy khỏi túi quần. Dạ đây ạ. Đó chính là cái phong bì đựng tiền. Mau bắt bạn ấy lại đi. À, khoan đã, đợi mình với Shadow à. Cái gì vậy? Giang Chê Hiên, bạn còn muốn chạy nữa hay không? Nè Chadu, bạn nói cái gì vậy? Mình đâu có làm cái gì sai đâu. Bạn coi bạn kìa, bạn còn giả vờ vô tội nữa hả? Số tiền đang ở trước mặt đây nè. Sao chứ, bạn còn chưa chịu thừa nhận nữa hả? Bằng chứng chính là đây rồi. Tiền tiêu giặt của Chê Hiên. À, đúng vậy, bạn nghĩ mình là người đã lén lấy trộm tiền rồi đổ thừa cho bạn đó hả Chadu? Xin lỗi nha, mình đã nói với Chadu ngay từ đầu rồi. Mình nghĩ là bạn muốn mình gặp rắc rối để chọc ghẹo mình thôi à. Bạn nghĩ đổ thừa cho người ta là chuyện vui hả? Bạn đang biến mình thành người xấu đó. Nghiêm túc lại đi Chadu. Không phải vậy đâu. Cũng như mình nói vậy để khiến cho Chadu hiểu lầm bạn mà thôi. Không phải đâu Minchi à. Mình chính là người đã nghi ngờ bạn ấy ngay lúc đó. Và mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Sau khi nghe những gì bạn nói, mình xin lỗi. Mình sẽ lấy cho bạn một cái phong bì mới nha. Không cần đâu, mình sẽ cất chỗ khác sau khi về nhà. Thôi mà, mình sẽ lấy cho bạn một cái phong bì thơm màu hồng, có chịu không? Không được, màu hồng là của con gái. Có lẽ màu đỏ sẽ tốt hơn. Cái con chó ngốc nghếch kia. Không, đừng có khóc. Mình không biết đâu. Cơm trưa đây.
mẹ ơi, con đói bụng, ở đây họ không có cho ăn đầy đủ. Im lặng đi, còn khóc cái gì chứ, ăn trộm thì phải chịu phạt. Con không có lấy mà. Cái gì vậy? Chỉ là giấc mơ thôi. Nói cho mẹ biết con làm cái gì mà ngày nào cũng đi ra bên ngoài chơi hết vậy? Con có biết là mấy giờ rồi hay không? Bộ con không đi học hay sao? Mẹ để con suy nghĩ có được không? Không tìm được thủ phạm, con không thể nào đi học được, không thể nào tới lớp được. Được rồi, các em hãy tập trung và im lặng nào. Sáu em cô yêu cầu về nhà viết thư, hãy cầm bức thư đó lên đây, đứng trước cả lớp nào. Dạ thưa cô, bạn Cha Đu vẫn chưa tới lớp. Cái gì? Hôm nay Cha Đu vẫn chưa tới lớp? Em ấy không có xin phép cô nghỉ học. Mình cũng vậy, đâu là con. Cha Đu không phải là người như vậy đâu mà. Mình thật sự muốn phá bạn khi mình đang ngồi học. Xin lỗi bạn nha bạn học. Đứng ở đây nhìn bạn, mình thật sự muốn ngồi với bạn hoài luôn. Còn biết chi nữa, bạn thực sự là người bạn tốt nhất trên đời. Dạ thưa cô, vậy chuyện gì sẽ xảy ra với số tiền của em? À, cô chưa biết tính sao. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra trong lớp. Giờ học bắt đầu lâu lắm rồi, sao em không vào lớp mà còn đứng ở đó nữa hả? À, dạ, em muốn trả sách lại cho bạn Cho Yon thôi cô. Cảm ơn bạn hôm qua đã cho mình mượn sách. Lẽ ra mình nên trả bạn sớm hơn, xin lỗi. À, không có sao đâu. À, mình cho bạn mượn sách mà quên mất tiêu luôn. Yeah.